trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin được mời chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tới tất cả cô bác anh chị và tất cả các mạnh thường quân đang theo dõi trên kênh Bản Em. Thì hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu là cập nhật cái tiến độ mà mấy anh thợ là xây dựng tới đâu rồi cô bác. Thế và hôm nay thì là ngày chợ phiên, cũng là ngày chủ nhật nữa, cho nên là cháu Lực có mua cho mấy anh em thợ là 2 cân thịt lợn của bác. Cái thước phim hôm nọ thì cô bác cũng đã nhìn thấy rằng là phải nói là các anh thợ lên trên công trình ăn uống cũng rất là sơ sài cô bác. Ở đây thì các anh thợ ai ai cũng hoàn toàn là thợ bản cả, cho nên là cái phần kinh tế gia đình mình thì cũng chẳng có khá giả là bao nhiêu hả cô bác. Ở nhà thì chỉ có gọi là đủ ăn đủ sống thôi. Thế còn bây giờ thì xin mời tất cả các anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Nhìn xuống, nhìn từ xa xa thì thấy các anh đã xây lên rất là cao rồi các bác. Cái phần phòng ngủ thì có vẻ như là đã hoàn thiện rồi. Chào anh Thanh nha. Đi ra đường này luôn. Ôi, phòng ngủ hoàn thiện đấy anh nhỉ. Hay một cái ngôi nhà như vậy thì cháu Lực cũng đọc được ở trên bình luận có một số khán giả nói rằng là cái ngôi nhà rất là thấp đấy. Nhưng mà nếu mà cô bác anh chị là có để ý rằng là 3 mét thì là một cái ngôi nhà nó khá là cao rồi. Cũng có một số cô bác anh chị nói với một số cô bác mà nói với cháu Lực rằng là xây cao quá thì sợ nó đổ hay là chẳng hạn đấy cô bác. Ở đây thì độ tầm 3 mét đến 4 mét thì không có sợ bị đổ đâu cô bác ạ. Mỗi lần mà xây lên được 50 phân là các anh đã cắm thêm một cái que dâu vào rồi. Kim tao nó bà tao mà lắp không? Ôi hôm nay có thêm nhân lực à chú? Chú Bình chào nhá. Vâng chú. Ê chú đang tiện thể đi cất thịt với lại tiết để cho tối mấy anh nó canh nhá. Vâng, thế chú xin nhá. Vâng vâng. Hôm nay có thêm anh à? Vâng. Bây giờ thì cái này thì đang làm gì anh? Cửa à, là trên này đúng không? Là để làm cái trống đúng không? Vâng. Ôi, du ạ. Thùng thùng. Đúng rồi. Yên bài của Vũ nào. Yên bài nắm. Thái quay nhá, chào anh Vinh nhá. Vâng.
Đây là đang đo thăng bằng không anh? Ừ. Rồi. Nắm lại luôn. Hôm nay làm công việc máy em mình chỉ xay rồi anh. Anh đo xem là cái phần thanh lanh tô này có cân bằng không anh? Lúc mình chắc cầm nó dễ. Vâng. Ôi. Bước bên này là xong đấy anh nhỉ, hôm nay ấy. Anh Thanh nhờ. Đây. Cái này có đến tối cũng xong luôn. Vâng. Khá là đẹp rồi đấy. Ô, cái mũi khoan 6 nó hiệu nhỉ? Cái mũi khoan kia là bị hỏng rồi anh Vinh ơi. Trơn đầu, anh dùng cái máy mài một tí. Đây rồi, đây. Mũi khoan nó 6 này. Mũi khoan này là ở xã mình mua là bao tiền hiệu? 52.000. 52.000 cái mũi này á? Vâng. Ô, đúng quá, bán giá thấp cổ luôn. 6 này nó bán đắt lắm. Nói là những cái... đồ dùng gì thì mua ở trên xá thật sự ra rất là đắt cô bác ạ, khi mà người ta cũng vận chuyển một cái quãng đường mà rất là xa, cái đấy thì mình cũng không thể có trách họ được. Thấy cái phần cửa này thì hiện tại là chất lực để cao như vậy thì gọi là rất là cao cô bác nhé. Hôm nay thì có thể là hoàn thiện xong cái phần ngôi nhà với lại phòng ngủ đấy cô bác. Đấy, như cái phòng ngủ này thì như cái video trước thì cháu Lực cũng đã nói rồi rằng là sẽ làm hai cái cửa sổ bác nhá. Một cái cửa sổ là ở bên hông với lại một cái cửa sổ là phần đằng trước nhà này nữa. À, vừa mà. Đang nấu hả? Anh Vinh, anh Thanh, anh Quang, anh không lạnh à? Hôm nay không thấy lạnh à? Hôm nay không thấy lạnh à? Ừ. Hôm nay lao động mệt hơn đấy nhở? Ừ, hôm nay nhiệt tình hơn đấy. Cháu Lực cũng đọc được một số bình luận ở trên kênh nói rằng cháu Lực bảo là đi ra để cho các anh thợ làm ấy, nhưng mà thật sự nếu mà cháu Lực không lên ghi hình và chia sẻ thì có ba anh chị không có biết được là ngôi nhà của ba cháu sẽ thực hiện như thế nào cô bác. Hôm nay anh có làm được xong cái phần này không? Có chứ. Có à? Hôm nay phải bằng khẩu cái này. Bằng khẩu ok luôn anh, nó ok luôn á. Mấy con này lắc xa thầm không? Đi ngăn nhà đi để ý mà đừng luôn. Mà lẽ tâm khẩu tốt nhất thì nó tốt yêu. Tiếc cắn. Hãy phải nói là các anh thợ làm rất là nhanh cô bác này. Hôm nay thì lại bổ sung thêm một người thợ nữa. Thì cái ngôi nhà này độ tầm chỉ cần tầm độ hơn gần một tháng thôi thì sẽ hoàn thiện hết cái phần ngôi nhà luôn cô bác. Đây, bây giờ thì cháu Lực sẽ lại đi xa xa một chút cho cô bác nhìn tổng thể lại cái ngôi nhà
của ba ông cháu thêm một lần nữa. Tại vì là mỗi lần cháu được lên thì nó là thay đổi một góc, mà phải nói là thay đổi rất là nhiều và rất là lớn, đúng không các bác? Tại bây giờ thì cái phần tường bên này thì các anh cũng đã xây lên bằng khẩu hết rồi. Còn ở phía bên kia, cái bức tường phòng ngủ kia thì các anh cũng đã xây bằng khẩu hết. Đấy, chiều tối hôm nay thì các anh sẽ lại xây thêm cái phần mái hiên, cái phần tường ở đằng sau nhà nữa. Đấy thì đã hoàn thành xong một cái ngôi nhà rồi. Anh Vinh, mai là được ghép đổ mái chưa? Đổ cái phần hiên chưa? Đấy. Thế mai là ghép đổ hiên rồi à? Dạ? Chiều mai á? Vâng. Vâng. Xì á, xì nó lấy lên rồi, cho đến nơi rồi. Cái quãng đường nó xa, thành ra là nó phải đi tầm độ 2 ngày nó mới đến được. Ở đây thì vật liệu là thí dụ như là ở huyện thì người ta sẽ chở vào một giá, còn ở bên trên chỗ chốt lực hiện tại này thì người ta sẽ chở lên một giá. Tại vì thứ nhất là cung đường nó đi rất là xa, và thứ hai thì là cung đường của nó đi khó, đúng không bác? Vật liệu thì nó có lúc lên lúc xuống, mình không thể biết, dám hứa được rằng là thí dụ như ngày hôm nay vật liệu nó đang chỉ cần một viên gạch là 2.000, nhưng mà ngày mai thì nó lại giảm xuống tầm 200 đồng đấy, hay là ngày mai nó lại lên 200 đồng rồi đấy. Đến lúc mà làm nhà xong thì mới tính tổng thể được là mình đã dùng hết bao nhiêu viên gạch rồi các bác. Hiện tại thì gạch là đợt đầu cháu Lực lấy vào là 6.000, đợt thứ hai là lấy vào 8.200. Xi bây giờ còn 4 bao rồi anh. Là bây giờ chuyến vật liệu sau cùng này sẽ là cái chuyến vật liệu mà cuối cùng nữa luôn cô bác. Sẽ không phải đi gọi thêm bất kỳ những cái vật liệu nào nữa. Nếu mà thiếu thì mình chỉ thiếu là những cái ống làm nhà vệ sinh, hay là những cái bồn để mà mình rửa bát nữa thôi. Thế còn sườn thì hiện tại là ngôi nhà này cháu Lực chưa có thể là lựa chọn được. Thank you.
Đấy, bây giờ thì mặt trời cũng đã xuống núi rồi các bác, cũng khá là trở lạnh lạnh hơn một chút đấy. Đấy, bây giờ thì các anh đang xây cái phần gọi là cái mặt tiền luôn các bác ạ, cái phần là tường của trước cánh cửa nhà ấy. Bên này là xong rồi anh Thanh. Bên này là bây giờ là ok rồi à? Bây giờ mình chỉ thua nó bên này nữa thôi nhỉ? Ngày mai được thu hồi đúng không anh? Mai có người thu hồi, có người thì làm kia hót cái đóng cát này ra đấy. Vâng. Cái đóng cát này thì bây giờ lại phải chuyển ra một chút rồi. Chín mò vữa là hết vữa đúng không? Có vẻ như là anh say chậm đấy nhở, hôm qua nhở? Đây đây thì chỉ có gọi là chiêu anh Quang một chút thôi các bác. Vừa rồi thì anh chỉ có xây được mấy hàng gạch dưới này, mấy hàng gạch thôi. Bây giờ xây lên gọi tầm hơn 1 mét, được gần 1 mét rồi đấy. Cái này bây giờ có thể lên tiếp được không anh, hay là nó chỉ thế thôi? Lên nữa chứ. Lên nữa à? Xem nó thẳng chưa anh? Bói xem nó thẳng chưa. Đấy, thẳng đét đấy. Anh đang không dầm đấy. Thỉnh thoảng phải bói nó. Không là nó nó bị nghiêng đúng không? Nó bị ôi anh Thanh lạnh rồi à? Lạnh rồi đấy. Đến chiều tối này để bắt đầu lạnh rồi nhờ. Bây giờ là mặc áo jet được rồi. Anh vẫn còn mặc áo cộc tay đấy nhờ, chứng tỏ là hôm nay anh cũng lao động hăng say đấy. Công việc ngày mai thì anh em mình lại làm gì anh? Anh Vinh. Mai thì bắt đầu ghép hiên tay. Hiên tay à? Thu hồi. Thì chắc bếp thì xây sau đây, bây giờ đang vướng đóng cắt đây. Thì vào thu hồi đổ cái ghép hiên tay đổ. Hiên tay đấy đúng không? Thì nó dọn bớt cái đóng cắt đi. Vâng. Đóng cắt này thì 2 xe đấy. Bây giờ đóng cắt này bây giờ không biết còn dọn vào đâu nữa. Mai. Bây giờ chắc là chỉ đẩy ra kia thôi. Nhưng mà đẩy ra kia thôi. Láng nền trước. Láng nền à? Láng nền thì bây giờ lại đợi xi thì mới được. Hay xi thì hôm nay thì em muốn gọi, em gọi từ hôm qua rồi nhưng mà cái quãng đường người ta đi lấy xa ấy. Dạ. Còn 3 bao dưới nữa thôi. 3 bao. Sáng mai có tủ làm đâu. Sáng mai chắc là nếu mà không có xi thì lại chuyển chỗ thôi. Xây 3 bao đấy thì chắc là thôi nó còn được chứ. Sáng ngày kia là xi tới rồi. Ghép mái. Chưa chuyển mà. Ghép cái mái này làm sắt. Hiện tại là cái này không xong, kể cả thằng sĩ đổi đến máy cũng không chuyển nữa. Phải xong này thì mới xuống cái kia được anh. Thế thôi, đi lại lại mệt lắm. Vâng. Ghép mái hiên xong là không thì vận chuyển cắt này ra bên kia tí để làm xây luôn thế này. Xi thì sáng ngày kia thì mới đến nơi được. Chắc hôm nay mới xuống à? Mai đi lấy rồi. Dạ. Ôi, Xi thì vừa vận chuyển về đấy, anh vừa làm được rồi mà. Tôi ăn cơm đây chứ. Dạ. Thôi về đấy. Thôi cháu về thôi. Về thì đợi chú tí về nhá. Chú cũng về à chú? Vâng. Về về với vợ chứ nhở? Mấy được 2-3 hôm rồi. Hôm qua phải đi với vợ ngủ chứ.
Tôi vì nhớ em bản đi mẹ vừa nên còn mới khâu ở máu. Quốc thì nè. Đồ dao à? Bộ cân và lưu thì nhớ ba mấy tấu tế thường tụ tập tiết được mà không làm. Tiên bí này nè. Tiên bí này nè. Này hôm nay có xây được hết cái phần bên này không anh? Anh Thành. Không cao lên nữa. Thế là ngày mai nữa. Chắc có phải hết cái chỗ vứa mình ngủ được, mình nghỉ được chứ? Đúng không? Ừ. Vứa không anh? Đây anh. Đâu nhỉ? Đây, tìm cái quả nửa viên đấy. Khó rồi à? Đây. Nếu mà ai bị ốm thì bảo cháu nhá. Ở đây ai bị ốm thì bảo cháu nhá, để cháu lấy thuốc nữa. Vâng. Em có mà. Vâng. Phải nói là thời tiết đang thay đổi liên tục các cô bác. Khi mà các anh lúc lao động ấy, lúc nóng lúc lạnh, lúc mà đang nóng thì mình bỏ áo khoác ra, thành ra là cái nhiệt độ của mình nó thay đổi khá là đột ngột. Đấy, sau những cái ngày mưa dài mà các anh lên tầm 2 ngày thôi thì các anh cũng đã xay hết xong cái phần phòng khách với lại chỗ ngủ rồi các bác. Nếu mà thời tiết mà cứ ủng hộ mấy anh em như này nữa thì ngôi nhà của ba ông cháu hoàn thiện cái phần thô thì độ tầm một tuần nữa thôi là sẽ hoàn thiện hết cái phần thô nó. Còn là cái phần chắt nó thì chắt là chắc cũng chỉ rơi vào tầm 4-5 ngày nữa. Xong là bắn tôn. Này thì mình bắn tôn xong mới chắt chứ anh? Bắn tôn mới chắt. Đây có làm được chứ. Vâng. Sắt hộp lên được rồi. Có rồi. Chuyến ngày mai nữa thì có đầy đủ rồi. Chuyến ngày mai nữa thì đầy đủ mọi cái rồi, mình không phải ấy. Nào nó không kín thì chắt nó bịt luôn. Chú là đun nước bằng này à? Thế rồi. Uống nước chè bằng này à? Không có cái siêu đâu. Tí má đó, cứ đắng mất. Tí má. Ây ạ, ây ạ. Ôi, tí má chú nước chưa? Ôi. Nước chè nước rồi. Hôm nọ lấy cho các anh là một gói chè sa tiết của thủ Hà Giang thì có vẻ như là bây giờ còn là một nửa thôi anh nhỉ? Đấy, cái chè sa tiết này khi mà cháu Lực gửi cho cô bác anh chị thì có cô bác anh chị cũng nói với cháu Lực rằng là chè này thì chè rất là ngon này. Và cái màu vàng của nó màu rất là vàng luôn các bác. Đây, cô bác có thể nhìn những cái búi chè này rất là đẹp. Bây giờ thì có thể là các anh hơi gọi là vò một chút cho nên là nó hơi nhỏ nhỏ một chút rồi. Chứ không là nó sẽ thành những cái sợi to như này cả cô bác. Và trong cái quá trình mà vận chuyển đấy cô bác, bên shipper người ta có thể là người ta sẽ hơi mạnh tay về cái gói hàng một chút cho nên là lúc mà cô bác nhận được thì cái gói hàng nó sẽ hơi xấu một chút. Đây chè thì cháu Lực không có hút chân không nhưng mà thay vào đó cháu Lực dùng cái túi zip như này. Đây, cô bác anh chị nào mà có quan tâm tới những cái đặc sản ở trên vùng cao, thí dụ như là mật ong này, hay là chè sa tiết của thủ Hà Giang này, hạt dổi, mắc khén này, nấm hương này, măng nứa này và măng trúc nữa, cô bác có thể là gọi điện cho cháu Lực qua số điện thoại màn hình thì cháu Lực sẽ gửi được những cái mặt hàng mà đặc sản, những cái mặt hàng mà nguyên chất 100% tới tao tất cả quý ông bà cô chú anh chị. Đây anh đang đun nước gì đấy? Uống. Ủa? Đang nhiệt nước. Không có dám uống nước lạnh kia nữa nhỉ? Anh nhỉ? Dám không? Vâng. Đông phải nước sôi khử trùng. Hôm nay thì mình có thể xay lên đây không anh? Chắc không đến đâu nhỉ? Mà anh hứa rồi. Bây giờ không ngắp tay nữa. Thì cầm này đâu. Xong là chưa có đổ đúng không? Mà anh cũng nhìn thật tiếp. Thì mọi bức tường các anh xay lên thì nói thật sự các bác có thể là cháu Lực không có ghi hình được lúc mà anh cắm những cái đinh dâu vào, nhưng mà các bác phải nhìn thấy là những cái vết tường kia thì các anh đã đục hết rồi. Đây có đinh dâu nhá, đục hết đinh dâu rồi. À chú ấy để đấy à?
đây thì 50 phân, 50 phân thì các chú với lại các anh thế là để thêm một cái rau. Cũng như các bác nói với giáo lực với lại các anh nói là để nó chắc cái phần tường, sau này sẽ không cho bị nó nứt ra. Gạch đợt này nó nọ mưa lâu ướt nhiều đấy anh nhở. Nhìn gạch nó cũng nhiều như xe trước. Vâng. Nó bảo là do là trời mưa một tuần trời các bác. Không có, lúc ấy thì cũng sơ sốt quả cháu lực là mình không có dùng cái bạt để nó che. Thực ra là bây giờ màu của nó còn chưa được nung, chưa là ký lắm hay sao. Đây là phải nắng độ tầm 4-5 hôm ấy nhở, anh nhở? Tầm 2-3 hôm nữa là nó trắng được. 2 mét. Thu hút được này. 2 mét không? Không kéo thì thu hút được. Đó là trong cái quá trình mà thời gian mà cháu lực tiếp xúc với anh với lại thêm các chú các anh thợ nữa thì phải nói là tính các chú vẫn rất là tính các chú là rất là vui tính của bác ạ. Mặc dù có những lần chỉ hay chia nhau một chút thôi, nhưng mà trong công việc thì là công việc, có những cái chuyện gì mà các anh cần bảo là cần thêm chỗ này hay là cần cắt bớt chỗ kia thì các anh đều bảo cháu lực rằng là cái lý do mà mình muốn cắt bớt đó là như thế nào. Ví dụ như hôm nọ mà anh bảo cho mình là nếu mà bây giờ mình làm một cái cột ở dưới cái phần cửa đây các bác thì thành ra là nó nhiều cột quá, nó bị vướng, đến lúc mà mình vận chuyển đồ đạc vào thì nó sẽ hơi bị vướng một chút. Bây giờ bỏ một cái cột đi thì nó không có ảnh hưởng là cho là bao nhiêu. Tại phần là cái phần mái hiên ở trên đấy thì mình cũng không có đổ là nó quá là nhiều, nó cũng bé, mái bờ mái bé. Hôm nay là có 5 thợ luôn à anh? Cháu thợ luôn à? Có một chú là phụ đây kìa. Chú Bình chưa bị lạnh mẹ chú Bình? Chưa, chú còn đang chú còn đang khỏe đấy nhở. Đây đồ. Hôm nào chú Bình lại nói đây đồ đấy. Đây ở đây thì trong cái quá trình mà các anh thợ xây dựng các bác. Sợ là nó sẽ bị sót một chút ra vứt một chút vớ để mà rơi xuống thì các anh cũng dùng những cái tấm tận dụng lại những cái vỏ bao tải của cái chi để mà cắt ra xong là hứng lại những cái phần vớ. Bây giờ mà các anh mà không có hứng như này thì lúc mà mình xây lên cao quá, xây nhiều quá thì cái phần là gạch cái đầu vớ nó rơi xuống. Nó rơi xuống thì ra là nó cũng là một cái khoản mà gọi là hao hụt ở phần cái phần là vật liệu ấy. Đây còn sau những cái sau cái phim này tôi được chia sẻ lên thì tôi được sẽ nói lại thêm một lần nữa các bác nhá. Hiện tại là cái chỗ mà anh Quang đang làm là cái phần nhà vệ sinh, còn là phần phía bên dưới đang để cát kia là cái phần bếp. Đấy, hôm nọ có một số các bác nhớ bình luận trên kênh là gọi điện thoại cho giáo lực rằng là tại sao lại nhà mà không có bếp chỉ có người này thôi. Giáo lực cũng đã chia sẻ lên cho các bác biết rồi rằng là hiện tại thì để phần cát quá nhiều ra là mình không có thể để được. Anh em ai thì khi hồi nóc xong thì có thể là vận chuyển cát sang bên kia một chút thì mình cũng có thể là lại xây được tết rồi. Cái ngôi nhà vệ sinh nỗ lực bỏ lại như hơn 1 mét là còn hơn 2 mét, hơn 2 mét các bác ạ. Nhưng mà trong nhà vệ sinh thì cũng rất là rộng. Bỏ được cho lúc đầu thì định làm đến tận đây này các bác này, nhưng mà sau được một thời gian được ý kiến của các cô bác nói với lực rằng là nếu mà làm như vậy thì cái nhà vệ sinh nó quá là rộng, mình không có thể tận dụng lại được những cái góc ách và những cái công năng ở trong đấy. Nhà vệ sinh làm bé hơn một chút thì không phải là nó sẽ rất là hẹp đâu, mà bên trong vẫn đầy đủ công năng, nào là nhà vệ sinh này, tối là vòi tắm các kiểu của bác nhá. Anh em nào về đi theo bố lên đây xây dựng à? Hả? Mới lắc qua mới thằng hay ố.
ngày hôm nay mình hôm nào mình xây mình chỉ có bắt được cái chỗ mình cần xây ra đến đây. Thế là hết à? Cũng chỗ mà dầm rồi đúng không? Bây giờ đến chiều tối thì các chú lại phân chia ra một người là chỉ trách là nấu cơm. À, đến thời điểm hiện tại thì có vẻ như là cái hoàng hôn khá là đẹp này các bác này. Tại ở dưới nền nhà của bao cháu thì thực sự ra là không có mạng đâu các bác. Tôi không biết là bao cháu có ở nhà không. Thái ơi! Thái ơi! Thái ơi! Hải đang làm gì ở nhà đấy hả? Nấu cơm à? Áo này ấm không? Có à? Dạ, con chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Anh Sử đâu rồi? Anh Sử không biết lúc nãy đi xô xá chưa về đâu. Xô xá à? Dạ. À chắc là có khi là Sử đi mua thức ăn rồi các bác. Dạ. Ôi chưa cắt mà à? Chưa cắt cái gì à? À cắt rồi. Đấy. Cái áo này thì sáng nay mấy anh em đi chợ của bác không có mua cho Hải thêm một cái nữa luôn. Hôm nay ăn cơm với gì? Cơm với cá. Cơm với cá à? À. Mua cá với ăn cơm à? Đấy, bây giờ thì trời cũng khá là tối rồi các bác. Chắc là các anh thợ là cũng chỉ làm đến đây thôi. Bây giờ thì có một chú đang nấu cơm rồi. Vừa rồi thì cháu Đức lên thì cũng có mua cho các anh thợ là thêm 2 cân thịt. Lâu lâu thì cháu Đức cũng chỉ mua được cho các anh là một bữa thôi, cũng không thể là mua cho các anh suốt được các bác ạ. Thấy nhà cao chưa? Dạ. Cao này có sợ sập không? Hả? Không sợ đâu. Không sợ đâu à? Là nó có cái gì nhiều không sợ? Có sắt ạ. Có sắt nhiều à? Vâng. À, có sắt nhiều là không sợ đúng không? Vâng. Rồi. Đấy, như Hải thì một đứa bé mà cũng biết là có sắt nhiều là không có sợ ngôi nhà mình bị cái gì cả. Lạnh chưa nhỉ? Lạnh đấy anh nhỉ? Chú nhỉ? Lạnh lắm. Giết lắm rồi. Nói là ở trên trên chỗ nhà của bao cháu cô bác thời điểm này đang là thời điểm đến mùa đông nữa cho nên là đến tầm chập tối thì rất là lạnh. Anh Vinh thì đang ngắm lại thêm một chút. Nếu mà hôm nọ em bảo là làm chiếc này thêm một cột nữa thì vướng nhà anh nhờ. Quá vướng. Đấy. Vướng ngay đúng cửa luôn. Vâng. Nhưng mà nếu hôm nọ là định làm cửa ra bên kia thì để bên này. Thật ra là nó vẫn vướng. Thế nhà cái chỗ mà hành lang ngồi nó không có được thoải mái. Đúng mét không? Đó để út khóa này. Cửa này rộng chỉ lại 2 mét. Rộng 2 mét. 2 mét á? Ừ. Cửa bên này với lại cửa bên kia để ô thoáng anh nhá. Để ba đi anh. Vậy bây giờ thì phải nói là hôm nay thì cháu Đức cũng đã chia sẻ lên cho cô bác anh chị cùng nắm gió là ngôi nhà của bao cháu hiện tại đã lên tới đâu rồi và hoàn thiện tới đâu rồi các bác. Cái thời lượng video hôm nay thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được nói là chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị. Hẹn quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Hải rất đẹp trai nhỉ. Rồi. Con chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Rồi. Vâng, chào các quý ông bà nhá. Để theo dõi kênh Bản Em của em Lực. Thì nói chung công việc hôm nay cũng gần xây bằng khẩu hết. Mai chắc buổi nữa là xây bằng khẩu được thu hồi. Và xin chào tạm biệt các quý vị khán giả. Hãy rồi, xin chào cả các bác.